Thì đây là những sản phẩm mà trên kênh hiện tại đang cung cấp. Đầu tiên đó là cái sản phẩm mật ong khoái tự nhiên. Đây là sản phẩm mà em cái đi khai thác, cũng như là sắp tới là team Ngố Rừng sẽ có những cái video về quá trình khai thác mật ong khoái. Bởi vì cái công việc đi tìm đất cũng như là hỗ trợ các hoàn cảnh khác còn khá là bận rộn, vậy nên là anh em chưa thể đi sản xuất video được. Em cái thì gọi là hôm nào có thể đi bắt được ấy, thì đi bắt về để mà bán cho các bác ở trên kênh. Thì cũng được các bác ủng hộ rất là tích cực về cái sản phẩm mật ong khoái này. Thì cũng chia sẻ một cái điều này với các bác, đó là cái sản phẩm mật ong khoái ấy, thì nó sẽ, cái độ đặc của nó sẽ loãng hơn cái mật ong hoa bạc hà này nhá các bác nhá. Đấy, cái mật ong hoa bạc hà thì cái độ sánh nó sẽ cao hơn. Còn cái mật ong khoái này ấy, thì về được bao nhiêu thì là anh em sẽ vắt ra luôn. Thì không, tức nghĩa là các cái mẻ ấy, nó sẽ không giống nhau đâu. Bởi vì là nó rất là nhiều tổ, cũng như là cứ mỗi lần về em cái bắt được 1 đến 2 tổ ấy, thì là mỗi lần là anh em vắt ra và bán cho các bác luôn. Đấy, thì trên cái chai của sản phẩm ong khoái thì anh em chưa kịp làm cái tem. Còn đây ở trên nắp chai thì vẫn có cái tem vỡ như thường lệ, cũng như là có cái bọc cái nắp này vào này để chắc chắn trong quá trình vận chuyển, cũng như là tránh tình trạng là mở nắp ra để cháo hàng ở bên trong. Thì các bạn yên tâm là có cái phần tem vỡ có thông tin của kênh. Đấy. Và cái mật ong khoái này nha các bác nhé, nó cũng có một cái mùi nó rất là đậm, nó không như cái hoa bạc hà. Mật ong hoa bạc hà thì nó có cái mùi nó thanh hơn. Đấy, và cái màu sắc các bác cũng có thể nhìn ở trên video đấy ạ. Rất là chi tiết rồi. Đây là ba chai mật ong khoái này, còn đây là chai mật ong hoa bạc hà. Thì rất là mong các bác sẽ tiếp tục ủng hộ cho cái gian hàng của kênh trong thời gian tới để hỗ trợ được nhiều hoàn cảnh hơn. Thì các bác mua hàng có thể liên hệ với Muôn qua số điện thoại là 0382666822, và có ở phần mô tả của video, cũng như là em có sử dụng cả Zalo, Viber số đó. Các bác có thể không gọi điện trực tiếp được thì có thể là liên hệ qua kênh Zalo hoặc là bên fanpage Ahon TV để đặt hàng các bác nhé. Ngố Rừng. Mến chào quý cô bác anh chị và mọi người đã quay trở lại với số tiếp theo trên kênh Ahon TV. Các bác thân mến, hiện tại thì mấy anh em mình đang có mặt tại túp lều nhỏ của hai bố con em cấy các bác ạ. Có thể nói là video này là video cuối cùng mà hai bố con sẽ ở trong căn lều này, bởi vì là hôm nay thì anh Huân với lại em cấy đã đi mua được đất rồi các bác. Hôm nay là ngày cuối cùng ở đây rồi em ạ. Có vui không? Hả? Vui hay là buồn? Cái vui hay là buồn? Cũng có nhiều cái rất là cũng có nhiều cảm xúc rất là mừng. Mừng đúng không? Nhưng mà cũng một phần đấy là đó là không biết là phải diễn tả, cũng như là cảm ơn các bác, các cô, các chú, các mạnh thường quân, cũng như là các nhà hậu tâm đã giúp đỡ hai bố con đấy. Thì nói chung là hai bố con không biết phải cảm ơn như nào với các bác, các cô, các chú. Thì thay vào đó thì hai bố con chúc các bác có một sức khỏe dồi dào và sẽ luôn luôn thành công trong cái cuộc sống trong thời gian tới. Và hai bố con thì sẽ cố gắng, cũng như là em thì sẽ cố gắng chăm sóc con, cũng như là sẽ cố gắng để nuôi dạy con khôn lớn này, và em sẽ cố gắng kiếm công việc nào để làm sau này không phụ thuộc vào lòng của các cô, các chú, không phụ lòng của các bác đúng không? Đúng rồi. Đấy. Các bác ạ, đây như em cũng đã nói ấy, thì hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mà hai bố con ngủ lại ở trên cái giường bé bé me me như thế này các bác ạ. Từ ngày mai thì anh em mình sẽ chuyển cái lều của em cấy đi ra cái chỗ đất hôm nay anh em mới mua được ấy các bác. Ôi ôi cái tung em mưa. Mấy hôm nay là mình là lâu lắm không gặp nhau, cách được hai hôm. Hai bố con ăn gì chưa? Hôm nay đi mua đất về ăn gì chưa? Hai bố con này vừa mới nấu cơm và ăn xong rồi. Ăn cơm xong rồi gì? Dạ vâng. Ăn cơm xong rồi thì thôi không nấu cơm nữa, anh chị tưởng chị ăn cơm anh chị cũng mua ít trứng lên cho. Ít trứng với cả ít mì tôm để hai bố con ăn sáng nhá. Dạ vâng. Thôi. Mì tôm thì. Thế này là đi ở với bác nha, đi ngủ với bác nha. Ăn sáng. Tạm biệt những chốn ngày đau khổ để bước sang trang mới. Em thật sự là hai bố con thì không biết phải diễn tả cái trong cái đêm ngày hôm nay, cũng như là
mơ ước của ngày mai sẽ như thế nào. Đấy thì anh mới bảo mà, anh mới bảo là bây giờ là cuộc đời là bước sang trang mới rồi. Cố gắng lên em, đừng phụ lòng của các bác đã tin tưởng và đã yêu quý em để gửi gắm những món quà thật là ý nghĩa để giúp em có được một căn nhà. Đấy, cố gắng lên, đừng làm gì thì làm, đừng làm phụ đồng của các bác là được rồi. Hai bố con cũng như là em sẽ cố gắng ạ, kiếm được công việc để làm sao chăm sóc được cho con, lo cho con tốt hơn. Cái tổng được mấy ngày nay ngoan nhỉ. Ôi ơi, hôm nào đi ở với em 2 ngày, nó còn thèm khóc đâu. Nó ở với chơi với con cái bốn của anh Huân này. Không khóc luôn. Không khóc tí nào luôn. Bởi vì trong kia bạn có bạn này, có bạn chơi cùng này. Thế hôm nay anh chị làm có ở nhà có nhiều việc hay sao mà anh chị lên hôm nay ở đây. Nhà có chút việc ấy nên là không lên được sớm. Em còn nghĩ là vừa nãy anh hôm qua ấy anh Huân về thì em cũng không biết là vừa nãy anh chị sẽ đúng rồi vừa nãy thì nói thật là thật sự nếu mà có điện thoại có cái thì chắc con sẽ biết. Trong phi còn nước không cái? Dạ. Trong phi còn nước không anh gái anh xem trong phi còn nước. Sáng nay cũng đôi này mấy em không biết có còn không luôn rồi. Vậy này. Anh đổ vào cái chảo bé đấy đi. Bây giờ sẽ đổ. Con thì bây giờ cũng không còn nhiều đâu, vừa ăn cơm xong thì. Thế nữa trước khi đi ngủ cho pha cho con uống một bình. Sao ấy con? Tao bình sữa cho con nữa là. Tung nó không chịu uống sữa này à? Cũng có nhưng mà nhiều lúc. Nó uống ít à? Vâng. À. Gì con? Bù. Ui, không nghỉ của con nha. Tung làm sao mà cứ chảy nước dãi nhiều thế nhỉ? Con em thì đấy, cái siêu nước thì thấy hai bố con đun siêu nước thôi chát vào trong phích cho hai bố con luôn. Siêu nghe. Ừ, đau lắm rồi. Sợ là con dậy đòi sữa. Do là buổi tối ấy, các bác không có điện ấy. Có mỗi cái bóng đèn thôi. Nếu mà ánh sáng nó không đủ ấy thì mong các bác thông cảm các bác nhé. Có thể là chất lượng hình ảnh của video ấy nó không được tốt lắm thì các bác thông cảm. Em tắm cho con chưa? Hôm nay là ngày cuối cùng ở đây rồi đấy con ạ. Hôm nay vừa tắm rửa cho con ạ. Tắm rửa cho con rồi gì? Hai bố con còn chuẩn bị ngủ rồi đấy. Đây chuẩn bị ngủ rồi. Bây giờ cũng là muộn rồi các bác, hơn 7 giờ rồi. Nghe thấy tiếng anh chị ấy cứ gọi bảo là có ở nhà không hay sao. Hai bố con mới bắt đầu tắt đèn lên rồi mới dậy thôi. Đây cái bóng đèn mà hôm nọ anh em mình mua lên chân cấy ở đây các bác. Đấy, còn bóng đèn này là em cấy đi khai thác mật ong được nên em cấy không mua một cái. Sán một cả. Bởi vì là em cấy không nói với anh em, nếu mà nói với anh em thì anh em có thể mua lên cho em cấy. Em cấy không nói. Thật là hai cái thì nó sẽ hỗ trợ được nhiều rồi. Đúng rồi. Thôi thì bật cái này thì mình không bật cái kia. Nhiều lúc hết cái kia rồi thì lúc đấy với cái này vẫn còn thì nó sẽ tiện. Bởi nhiều khi nửa đêm ấy thì lúc đấy nếu mà cả hai hết thì lúc đấy sẽ nó sẽ đúng rồi bởi vì chỉ sạt nhờ thôi ấy. Đi sạt nhờ thôi thì cái này mà hết thì đi sạt cái này thắp cái kia đúng là nếu mà người già mình thôi thì không sao cả nhưng mà người lớn mình thì không sao còn còn mình tùng cơ đúng rồi. Con này nhiều khi nửa đêm nó còn dậy để chơi cơ mà bé. Con nên là thì con nó có biết cái gì đâu, nó ngủ lúc nào mà cảm thấy cái dạ. Thì nó không ngủ nữa. Em có thể kể lại nói lại những cái cũ để chuẩn bị tạm biệt cái cũ để sang cái mới không? Em còn nỡ không? Con nỡ rời sang ngôi ngôi biệt thự này không? Biệt thự. Là để mà kể lại cái quá khứ cũng như là cái hoàn cảnh mà hai bố con từng trải qua những cái khó khăn cũng như là những cái khổ sở ở trong sự đời của hai bố con em ấy thì thật sự em cảm thấy là
Em không biết phải diễn tả như nào luôn. Bởi trước là nó là một cái cuộc đời cũng như là rất là khó khăn luôn. Hai bố con thực sự là có một cái may mà gặp được anh chị cũng như là làm một cái cầu nối để đừng làm nha các chú các bác biết tới hai bố con về cái hoàn cảnh hai bố con ấy thì mới được như thế thôi. Còn nếu mà không gặp được anh chị chắc cũng như là hai bố con sẽ tồn tại như là cũng như là sẽ sống ra sao, không biết là liệu có còn ngày hôm nay nữa không. Vậy con thì chắc chắn là sẽ không sao rồi, nhưng mà thật sự là đối với cái hoàn cảnh cũng như là cái cuộc sống khó khăn như trước hai bố con ấy thì em không biết là sẽ sống sao luôn. Nhiều lúc thì giống như đợt mấy đợt trước ấy, em cũng hay nói anh chị và nhiều lúc còn nghĩ đến tử thì không biết. Thôi bây giờ thì hôm nay là kể lại thôi chứ không được buồn nhá, tại vì là bước sang ngày mai là bước sang trang mới rồi. Ngày mai là bắt đầu là túc tắc chuyển cái lều bạt của em sang cái chỗ đất mà anh em với cả anh em là đi mua được rồi. Tránh xa bố vợ càng nhanh càng tốt. Đấy. Nếu mà hôm nay mà anh mà không lên muộn ấy, anh mà ví dụ như mà tầm chiều anh em chốt được đất nhá, mà tầm sớm sớm là anh lên là anh chuyển hết lều ra bên kia ở luôn, không ở bên này nữa đâu. Là cũng có một cái là anh muốn cũng là một người mà thật sự là cũng như là người anh trai của mình, cũng rất là biết chọn được miếng đất là cũng rất là phù hợp và gần đường, rất là tiện cho hai bố con đi lại cũng như là sinh hoạt hàng ngày. Gần đường đúng không? Đúng cái rồi. Chỗ đất mà hôm nọ anh em mình đi xong là em chỉ ấy đúng không? Đúng rồi, ngay mặt đường. Gần nhà Lử đúng không? Không phải à? Không phải. À. Đấy anh Huân nói bảo là cái bản đấy thì nó cũng cách xa bố vợ, nhưng mà để mà có được một cái cuộc sống nó yên ổn hơn thì đi xa hơn nữa. Lúc đấy anh Huân mới dẫn cho hai bố con ấy và cũng như là em ấy, với lại anh Quyền thì có ba người đi cùng nhau đi xem mua đất, đi hỏi mua đất quanh làng ấy, thì lúc đó cũng rất là may ấy. Gặp được người tốt đúng không? Người ta không hét giá mình lên mà người ta còn giúp đỡ mình để lấy vừa tiền thôi đúng không? Đúng rồi, lấy vừa tiền. Và thật sự là vừa nãy ở hôm qua ấy, khi mà gặp được cái hoàn cảnh mà người anh cũng như là người chú đấy, thật sự là cũng có một cái là khó khăn. Và cũng qua người anh đấy chia sẻ thì rất là không như cái quá khứ của hai bố con, nhưng mà người ta có cuộc sống là khổ đúng không? Đúng rồi. Đấy, thôi cố gắng. Chỉ nghe anh đấy kể, hôm qua anh đấy kể cho anh Huân cũng như là em cũng như là anh Quyền là người quay video ấy, thì cũng cho anh em cũng cùng nghe cái cuộc sống cũng như cái hoàn cảnh của anh ấy, thì là cũng có một cái khó khăn đó là hai vợ chồng thì hay bị bệnh tật này kia, sao là đi vay mượn chỗ này chỗ kia đấy, để trả, và cuối cùng may mắn là anh Huân được em đi gặp được người anh đấy, và người anh đấy mới nói lại là sao anh ấy nợ là rất là nhiều ấy, thì nợ rất là nhiều của cô chú ở làng, thì anh ấy sẽ bán đi một nửa, còn nếu mà không bán đi một nửa thì người ta sẽ lấy hết cả đất của anh, là thậm chí là sẽ lấy hết nhà của anh luôn. Thế là anh ấy không, hai vợ chồng ấy cũng không biết là sẽ sống sao hay sao. Lúc đấy anh ấy quyết định là thế có gì anh bán cho một tí để làm sao anh giảm nợ được một nửa. Đúng rồi. Đấy, anh giảm được cũng gần hết rồi, coi như là 90%. Thứ nhất là người ta cũng muốn giúp đỡ hoàn cảnh hai bố con em, là hai bố con em khó khăn thì người ta cũng muốn giúp. Và thứ hai là người ta không bán là để trả nợ luôn đúng không? Đúng, đấy, một công đôi việc luôn, kiểu đấy ấy, các bạn ạ. Trước có cái việc trước đây thì chỉ nghe anh đấy kể thôi, không qua ấy. Thì anh đấy có nói với anh Huân đó là ở trước ấy, vợ của anh đấy cũng như là anh đấy
lúc còn làm được cũng như là vợ của anh đấy chưa hay bị bệnh này kia. Thế tôi nên người ta cũng dặn là cho anh 60 triệu về bây giờ là lúc đấy là cũng người ta cũng hỏi là mua tầng 20 mét đấy và người ta sẽ trả 20 mét đấy là 60 triệu và người ta sẽ mua được tầm 120 triệu đấy. Nhưng mà lúc đấy thì cũng có gọi là gia đình đấy thì cũng không lúc đấy không cần đấy tiền đấy, không cần nhiều tiền đấy. Thì lúc đấy anh ta không bán đúng không? Không bán. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì anh đấy mới kể lại mà là thật sự là cho đến ngày hôm nay thì nợ nần rất là nhiều và người ta cũng đòi hỏi rất là nhiều, người ta nói nhiều, người ta bảo là nợ cái số tiền ấy quá hạn. Chả qua là người anh em cùng làm cũng như là dân tộc người ta mới không lấy phí thôi, cũng như là lái ấy. Đấy, cũng không tính lái hàng tháng ấy, cũng không tính cái tiền phí để làm sao cho anh ấy trả thôi. Còn thật ra anh ấy bảo là với cái số tiền hơn 60 triệu đấy anh không biết là sẽ đi kiếm đâu ra, mà lúc đấy anh mới bảo là thế con gì hai bố con cũng ra hỏi như thế. Và qua anh Huân kể cũng như là em kể về cái cuộc sống của hai bố con em qua cho anh nghe thì anh cũng cảm thấy là anh bảo là anh ấy rất là thương. Có gì thì thật sự là trước người ta giả như thế rồi nhưng mà đáng lẽ ra thì anh ấy không bán cơ. Nhưng mà anh bảo nợ cũng anh cũng có nợ nghĩa rất là nhiều thì anh ấy có gì dù không đủ để trả nợ cho anh đấy nhưng mà anh có gì anh cho hai bố con quá anh bán cho hai bố con. Đúng rồi. Đấy là vừa bán vừa cho rồi đấy. Đấy là người ta vừa bán vừa cho đấy. Thế sao là anh Huân nói là có gì thì anh Huân nói là sẽ cố gắng cũng như là sẽ làm sao cho nhìn thấy cái hoàn cảnh của anh đấy thì cũng hai vợ chồng người chị thì em cũng anh Huân với em là tối qua là ngày hôm qua là vẫn không nhìn thấy đâu. Không nhìn thấy chị, lúc đấy chị lúc đó anh bảo là chị thì không làm được gì, có nhiều khi thì chị dạo quanh trong nhà này kia thôi. Nhưng mà lúc anh vào đấy vào để chốt là miếng đất đấy. Đấy và ký tên sổ thì lúc đấy chị không có đấy. À thì có mỗi anh nữa đúng không? Nhưng mà thôi mình cũng làm được đất đai rồi. Vâng. Thì anh cũng đã nói rồi, anh ấy vừa bán vừa cho thì không lo đâu. Đấy bởi vì là anh cũng nhìn ra cái khó khăn của hai bố con em. Đấy. Vâng. Thôi cố gắng đấy, bước sang trang mới rồi, bây giờ là mua đất rồi, chuẩn bị làm nhà thôi nha. Hai bố con nó không phải ở cái lều này nữa. Thì thật sự ấy các bác, là bây giờ nó chuẩn bị vào mùa mưa rồi các bác ạ. Nên là anh em mình cũng rất là lo là nếu mà vào mùa mưa anh em mình vẫn chưa mua được đất ấy thì không biết là hai bố con ấy sống như thế nào. Thật sự là hai bố con em với cái hoàn cảnh cũng như là qua trại cái sự đời mà rất là khó khăn, cũng như là đến đường cùng mà thật sự là muốn từ từ. Đấy thật sự là không biết là anh chị thì chắc là được hưởng cái cuộc sống nó rất là tốt, cũng như là cũng coi như là hơn hai bố con đó. Đấy thì em không biết là cái cảm tượng cũng như là cái mong muốn ở mơ ước của em mà khi mà xa qua ngày mai hay là trong cái thời gian tới này nếu mà có được cái cuộc sống mà sống tốt hơn thì sẽ sống như nào. Bởi chưa bao giờ được trải qua đúng không là, nhưng mà cũng nhờ vào các bác cũng như là các cô các chú rất là nhiều ấy. Thật sự là không biết là cái ân tình cũng như là tình cảm mà giống như hai bố con nợ nần các bác rất là nhiều, không biết là hai bố con em sẽ không biết phải trả như nào đâu. Thì nói chung là cái tình cảm mà các bác dành cho hai bố con ấy thì cũng không thể đánh giá và là mình sẽ trả được. Nhưng mà thật sự là hứa em cái cũng như là hai bố con em sẽ cố gắng làm sao để này, mong sao mai này không phụ lòng các bác đã giúp đỡ. Cố gắng là cố gắng sống thật tốt, chăm sóc con thật tốt để không phụ lòng các bác, là các bác đã gửi những mồ hôi công sức của các bác, những đồng tiền thật sự là đáng quý để giúp em được một căn nhà. Đấy như anh cũng đã nói như lúc nãy ấy, thì cố gắng lên em. Chạy. Vâng. Ừ. Ê, hôm nay thối thế.
Hả? Hôm nay là ăn cơm rồi. Ăn cơm xong rồi. Ngày mai là chuẩn bị đi ra chỗ ở mới rồi à? Chắc cũng biết là có tin vui. Tùng. Hôm nay nhìn vui vẻ xong là khỏe mạnh như thế này em cái chị. Cẩn thận nhá. Đi mà. Chúng tìm. Bé Tùng thì bị chảy nước rái nhiều quá nhỉ. Đúng rồi. Chả hiểu sao. Cái này thì anh chưa có con nhưng mà anh là không biết cái kinh nghiệm đâu. Nhưng mà bình thường là chỉ con là chảy nước rái này chỉ là màu xanh hay là bị làm sao đấy thôi chứ bé Tùng à. Từ lúc mà anh em mình lên ấy nhà đi là cứ thế em bị như thế rồi em bé. Thật sự là con nhà mà nó bị rất lâu rồi. Nhưng mà thật sự là đối với cái hoàn cảnh của hai bố con ấy thì em cũng với lại hỏi anh em chỗ làm thì người ta cũng không nói gì, người ta cũng bảo là nhiều lúc cũng có nhiều người như này khi mà vẫn không sao thì lúc đấy cùng nhau thế nhá, bảo là thì nói chung là con cũng vui vẻ, con cũng chơi như thế, em cũng bảo là không có gì, chắc cũng không sao thật. Mà thôi cái này thì không biết là do có vấn đề gì không. Có thì để sau đi, bây giờ trước mắt là tập trung vào làm nhà đã. Vâng. Đấy. Để cho mùa mưa hai bố con còn có nhà ở. Sau khi mà làm nhà xong rồi thì là nếu mà em bé mà thế này ấy thì vẫn cứ như thế này ấy thì là nói chuyện với em thử đi nói chuyện với anh Huân xem xong là đưa con đi khám thử xem, tại vì là chảy nhiều quá. Vâng. Áo này ướt hết cả áo này. Không, ngày mai lúc nào chị lên chị mua cho hai cái khăn, hai ba cái khăn quàng ở cổ ấy, xong là thay nhau. Hình như là số các ba gửi lên là cũng có nhiều sao mà. Thôi nhưng mà chắc là mấy thùng kia là chưa lấy lên, tại vì là lấy về nhà không thì mai đi chọn mấy cái. Đâu ok. Mai mình lên xong mình lấy lên. Xong là mấy mình lên xong là chọn lên mấy cái cho cổ. Đây các bác ạ, gió này. Mùa này bắt đầu gió to rồi. Và anh chị ơi, ví dụ như chuyển cái lều này xa ở cái miền đất và mà anh Huân vừa mua cho hai bố con đấy thì chắc chắn là cái đồ mà các bác gửi cho hai bố con đấy thì chắc vẫn chưa chuyển sang đấy, phải nhiều lắm. Chưa, bao giờ làm nhà xong anh khắc chuyển lên cho. Làm nhà là cười duyên thế. Cứ ùa với bác ấy. Cứ tin rồi nhưng mà nó lại không biết nói này. Đây. Ủa, đúng không? Đây mà, đúng đây mà, các bà đây mà. Chào các bà đi con. Này. Chào các bác đi. Chào các bác. Chào các bác. Ê. Ồ. Từ đây vui lắm à? Có nhiều bác không bảo là bé Tùng ấy thì thật sự rất là đáng yêu các bác. Qua các bác nhìn cho á, cho á. Ấy dù. Xe hỏng hết rồi. Các bác mà có thể nhìn thấy video cái xe hỏng hết rồi. Một thời gian vừa qua thì thật sự là không biết là các bác rất là nhiều bác gửi qua thì hai bố con em cũng không thể là được à? Là được. Cần gì ấy? Ghi nhớ được. Ghi nhớ hết rồi. Cho nên nếu mà cái xe này là của bác nào ấy thì thật sự là rất là cảm ơn bác. Con em thì chơi với xe này là ngày nào tối nào cũng chơi. Ngồi trên giường cũng phải có xe ở trên đấy. Hôm nọ là bấm cái gì nhỉ, đồ chơi này là bốc ở dưới nhà anh Huân nhỉ? Đúng rồi. Xong rồi em trở về. Đúng rồi. Nhưng mà không nhớ là thùng quà của bác nào gửi. Đúng rồi. Cũng rất là nhiều. Đến lúc làm nhà xong chắc là phải thuê xe ô tô để mà chở quà của em cấy lên mất. Rất là nhiều quà. Bây giờ cứ thùng tiếp thùng lên rồi. Bởi vì là anh em mình cũng không muốn là giờ mà mang lên đấy các bác. Thì thật sự các bác đây, các bác có thể nhìn thấy đấy, một cái lều rất là bé luôn, chật hẹp như thế này thì anh em mình cũng không muốn nên mang lên trên này cho em hai bố con đấy các bác. Thì bao giờ làm xong nhà anh em mình sẽ mang lên cho em cái. Thật sự là có rất là nhiều ở nhà là còn nhiều thùng lắm. Như cái trước đi cái cũng biết đúng không? Có nhiều thùng, đến mức mà có thể là xe máy chở thì không biết là bao nhiêu xe thì mới chở hết. Em cấy thì cũng vừa mới lấy được xe nữa thì chả biết là chở bao nhiêu chuyến. Rồi cái hôm anh già đưa.
Xác định mà đi làm cùng anh Huân lâu dài thì xin cho con học ở đây luôn. Học ở đây xong là cho đi học cùng con của anh Huân đấy, xong là cho chị ở nhà đi đón, đưa đi đón về. Đấy. Xong là bây giờ mà con bắt đầu tập nói thì nói tiếng phổ thông với con nhiều hơn nhá. Không nói tiếng dân tộc mình nữa đâu, tại vì là để mà con nó thay đổi nó không giống như đời mình nữa ấy, hiểu chưa? Thật ra là đối với những cái mong muốn này thì chúng ta em rất là mong muốn, nhưng một cái là nếu mà không có anh chị cũng như là không được các cô các bác giúp đỡ thì mình nghĩ được, nhưng mà không biết là mình có làm không. Bởi bây giờ con thì mình để mà mình cho ra một ở trong thị trấn cũng như là trong trong những cái trường khác ấy, thì mình nói chung là mình cũng phải có tiền cũng như là điều kiện hơn. Đi mà đến lúc đấy là làm nhà xong đã, thì là trước mắt là cứ làm nhà đi, làm nhà xong rồi tính. Sau này em sẽ, nếu mà được thì em Kim, nếu mà em được cùng anh chị làm việc cũng như là để kiếm được cái đồng tiền để nuôi con ấy, thì em chắc em sẽ cố gắng đấy. Vậy nói chung là trên này gió to nhỉ. Ôi đi lượn hồ tụt ra, tụt ba nghìn của con Hồng ơi tụt ra rồi. Nó bị kẹt đấy, nhiều lúc bánh nó không quay được. Sửa xe đi con. Bố làm hỏng rồi con phải sửa. Bố nghe hỏng con này phải sửa nhỉ. Gì con? Hỏng cái nào rồi? Ba bố đèn đi. Mày kia. Mày kia sửa chữa ô tô nè. Mày kia cho con đi sửa chữa ô tô. Bé tí, nào đi lỗ. Đi lỗ. Hai bạn. Cho bé một tí đi. Cho bác bé một tí nào con, nhanh lên. Bác sao về rồi ấy. Thì bác mà về thì bác con. Bây giờ có bóng điện rồi chắc để cả tối à. Con ấy. Thôi nhưng mà thôi tiết kiệm thôi, dùng tiết kiệm thôi nhá. Bởi vì là ở đây đi sạc điện nó không khó. Ngày mai ra bên kia thì có thể là mình còn đấy. Anh em nhìn thấy gói mì tôm hứ đòi lấy luôn các bác. Ở kia có gói bánh ấy, nhưng mà thôi đừng có để cho con ăn nữa. Tí nữa đi ngủ thì cho con ăn sữa xong. Bóc ra. Bóc lên nó. Lấy bánh cho nó đi, nếu mà có bánh ấy. Đi, đi lấy nào, thế đi lấy nào, thế mình đi lấy nào đi. Này 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 này, thôi về rửa xe đi. Thôi con. Về rửa xe đi. Ôi, cái mặt dưỡi kìa. Vừa mới ăn cơm xong mà. Mình vừa mới ăn cơm xong không ăn gì đâu. Đấy, hết rồi. Này con, hết rồi. Bây giờ nó không ăn rồi mà nó nghịch tí ra là nó bóc, ném ra ngoài mà, như là như kia đâu mà. Khói đi. Khói. Bát trường một tí. Đây các bác đun nốt siêu nước cho em cấy đã. Cho ví dụ như đêm nay mà em bé nó thức ấy, còn có nước cho em bé uống. Này này của con trong kia này, sứa kìa. Đờ ô đô phải đờ. Ôi giời ơi, từ ngày mai là mình được đi ra bên kia ở rồi con ạ. Không ở bên này nữa đâu nhé. Thật sự là phải thở ra dài. Mình nghĩ đến mai sẽ mới thở. Từ mai chả phải lo gì nữa. Bố vợ thì cũng không phải lo rồi. Từ mai là tránh xa ông bố vợ rồi. Ở xa rồi, không lo nữa. Uống nước nhớ nguồn. Mà thật sự là con em cũng có một cái may là
vợ em nó bỏ em từ lúc con còn nhỏ ấy, con nó không biết được. Còn ví dụ tần bây giờ thì chắc không yêu mình rồi, nó không theo bố luôn á. Tần như này nó biết rồi, nó biết không làm, nó nhận ra không làm, thậm chí là nhiều lúc mà biết gọi em là ba mà. Với em suốt ngày đi làm nên làm sao nhận con nhận mình. Anh già nha, phải học tập cách làm bố như cái đi. Không, nhưng mà em cái có một cái nỗi khổ vợ đi chứ. Nhưng mà anh già đẹp trai như thế này, anh già là không muốn có người yêu hay là như thế nào? Anh kén chọn quá hay là như thế nào? Không phải mà. Ví dụ như Yển mà chưa có người yêu thì anh già có yêu không? Yển thử nói yêu em không? Phải đây là đây yêu là anh không? Hỏi anh trước mà. Thôi bây giờ là cứ vui vẻ đi, tại vì là cái là có em gì vậy? Khi nào anh khi nào có thời gian nhá, xong là cả team đi tìm vợ cho anh. Ok. anh nói nhá. Ừ. Đi ở trong chợ. Đi ở chợ xong rồi xem nào. Sắp đến chợ tình Khâu Vai rồi. Ừ. Xong rồi đi kéo cho anh. Nhưng mà chợ tình Khâu Vai nó lại không có rồi. Nhưng mà mấy năm nay dịch quá thì dịch quá không có chợ tình rồi. Không, năm nay không cấm. À năm nay mở. À năm nay mở á? Ừ. Năm nay là tháng mấy anh? 27 tháng 3 đúng không? 27 tháng 3. Chợ tình Khâu Vai là 27 tháng 3 âm. Cái chợ tình Khâu Vai rất là nổi tiếng các bác. 26 là cả team sẽ đi tìm vợ ở trong chợ tình. Buồn ngủ rồi ấy. Kiểu này là buồn ngủ rồi. Thế bác đứng ở chỗ nào? Nó không theo nó mẹ. Bây giờ buồn ngủ rồi, có nhiều lúc nó chiều nó không theo không ạ? À? Đây đây, xe con này. Xe con này. Qua. Lấy luôn. Em giúp con ngủ đi. Ừ. Anh nhìn thấy cái cảnh thôi em giúp con ngủ đi. Em ru con ngủ đi. Qua cái lúc mà gặp được anh chị ấy, thì anh chàng cảm thấy hai cuộc sống hai bố con như là mai kia lấy vợ hả, đừng có kéo nhá. Thật sự là em nói chung là em trước là cũng vợ em cũng là người tình nguyện kiểu mình tự thích nhau ra, yêu nhau ra, lấy nhau ấy, nhưng mà cuối cùng là vẫn không có kết quả đúng không? Đúng rồi. Thôi, vẫn ra cái nỗi này. Thôi anh chờ anh em thôi chứ. Anh phải làm sao nhỉ? Hiện tại chưa có, anh không biết nói. Thật là anh già là phải học tập cái nhiều. Thiếu gì gái? Ôi, nhưng mà anh chưa tìm được cái gái thì không thiếu nhưng mà vợ là thiếu. Em giải chăn ra đi, xong là cho hai bố con đi ngủ đi. Anh em mình cũng chắc là đi về thôi. Cũng muộn rồi. Bỏ xe con này xuống. Cái gối, cái tấm làm gối kia cũng đem đi gửi ra cái. À, đi phơi đấy à? Em mang đi phơi ở ngoài đấy, còn chưa đấy. À, đi phơi à? Thôi, con chưa ngủ hẳn tí á. Bề sáng nay... Cứ bế con cho con ngủ đã. Ừ, con ngủ. Đừng có nói chuyện nữa. Đừng có nói nữa để cho con ngủ. Bế, cứ bế cho con ngủ đã. Thank you.
Anh em mình sẽ giải chăn cho em cấy xong là chắc là anh em cũng đi về thôi các bác. Cho hai bố con ngủ xong là ngày mai còn dậy túc tác xong là gấp gọn chăn màn chuyển đồ ra bên kia các bác ạ. Hai bố con nó không phải ở bên này nữa. Nay trời nắng là tranh thủ lấy đi ra bà cái. Vâng. Nay bà còn khô đấy. Đây là thật sự là trước ấy thì nó cũng chắc chắn là nhiều khi em cũng không thật được ra, nhưng mà bây giờ cũng được các bác gửi mấy cái tối bỉ kia nữa là cũng đỡ thôi. Có tiền ra cũng không ướt chăn. Nhiều lúc em cảm thấy là nắng nắng rồi mình cũng đe đi phơi nắng. Con ngủ dế nhỉ? Nhiều người có một số người đó. Mẹ đã quen với mùi của bố rồi các bác. Ngủ dễ luôn đấy. Thôi cái cũng đi ngủ đi nhá. Anh bọn anh đi về đây nhá. Thôi con ngủ rồi thì đi ngủ đi. Bọn anh chị cũng đi về đây. Muộn rồi nhá. Thôi nhá. Hai bố con nghỉ ngơi đi. Anh cũng đi về đây nhá. Các bạn thì giờ thì cũng muộn rồi ấy. Em bé cũng đang ngủ rồi. Bây giờ em cánh cũng chắc là đi ngủ thôi bởi vì là giờ cũng muộn đấy các bác. Anh em sẽ túc tắc di chuyển đi về thôi bởi vì là quãng đường đi lại nó rất là xa ấy các bác. Đấy. Còn bây giờ em xin phép là khép cái video này tại đây thôi các bác. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý cô bác anh chị ở những video tiếp theo trên kênh A Huân TV. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý cô bác anh chị ạ. Xin chào. Đấy, cố gắng nhá, mai là đi bước sang trang mới rồi nhá.